Thưa quý vị, Beyoncé đứng đầu bảng xếp hạng Billboard với album thứ 5 mới ra mắt, tên từ Los Angeles. Mới đây, Beyoncé đã chính thức trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard với một album phòng thu thứ 5 mới vừa được ra mắt. Vào hôm thứ 6 tuần trước, nữ ca sĩ này đã khiến cho người hâm mộ giới phê bình phải ngạc nhiên với sự ra mắt của album mới, bao gồm 14 ca khúc và 17 music video mới, tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội Twitter. Theo nữ ca sĩ nổi tiếng này cho biết, cô muốn tạo ra một sự đột phá mới trong cách phát hành. Sau khi album này được công bố, nó đã nhanh chóng được phân phối trên toàn cầu thông qua hệ thống âm nhạc iTunes, bỏ qua toàn bộ giai đoạn quảng bá và giới thiệu thông thường. Theo Billboard cho biết, album này đã bán được hơn 80.000 bản chỉ sau 3 giờ được phát hành vào buổi sáng ngày thứ 6 tuần trước. Tính tới ngày thứ 2 của tuần này, Beyoncé đã bán được hơn 600.000 album tại riêng thị trường Hoa Kỳ. Theo Billboard nhận xét, động thái phát hành album không thông qua quảng cáo và phê bình để bảo đảm sự cảm thụ của người nghe nhạc được xem là vô cùng hiếm trong thị trường âm nhạc hiện nay. Với tựa đề là Beyoncé, đây là album hình ảnh đầu tiên mà nữ ca sĩ này phát hành với hàng loạt video âm nhạc được quay tại Houston, New York, Paris, Sydney và Rio de Janeiro. Bên cạnh đó, thì album này còn tổng hợp nhiều video được quay trong chuyến lưu diễn mới nhất có tên là Mrs. Carter Show World Tour. Theo Beyoncé cho biết, phiên bản CD và DVD của album nói trên sẽ được phát hành vào cuối tháng này. Sự xuất hiện đầy bất ngờ của album Beyoncé đã tạo nên một làn sóng phản ứng đầy tích cực trên Twitter, phần lớn là của người hâm mộ và các đồng nghiệp của nữ ca sĩ. Theo thống kê từ Twitter cho biết, sự phát hành của album nói trên đã tạo ra hơn 1.2 triệu tin nhắn tweet trong vòng 12 tiếng, với đỉnh điểm là 5.300 tweet trong một phút. Album Beyoncé đã được thực hiện với sự góp giọng của các ca sĩ Jay-Z, Timbaland, Pharrell Williams, Drake và Justin Timberlake.